Xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh Thành Tâm Auto. Hôm nay tiếp tục sở chúng tôi lại cho ra mắt cái dòng xe Thaco Oman 3 chân đời 2015, được gắn cần cang lim 10 tấn 7 đốt. Đây, xe vừa đồng hoán cải xong, đồng mới 100%, thùng bệ. Lên cầu, cầu là cầu bãi bạn nhé. Đây, chân đây. Cầu thì có ghế ngồi bên trên các bạn nhé. Này, cầu rất dài, thùng thì bên mình đóng mới. Hai bên cạnh thùng mình bố trí cái thang lên xuống này, để trèo lên ghế ngồi rất là tiện dụng. Đây, thùng dầu thủy lực đây, rất là to. Đây, sàn thùng lao hết là đà gỗ nha các bạn nhé, bao nhé. Đây, về mọi gói bằng inox hết. Đây là cầu to lên được bố trí ở chân sau ra vào thủy lực nha các bạn nhé. Đây, chân sau của cầu đây, một chiếc xe đời 2015, rất là đẹp. Đây, thùng bệ đóng mới hết, làm giấy tờ hoán cải các bạn nhé, nên là không có gì để chê trách em nó cả. Đây, hệ thống thủy lực bên trong. Đây, toàn bộ mới hết rồi. Đẹp lắm, thùng thành. Đời 2015. Đấy, những bác nào đang có nhu cầu mua xe tải gắn cẩu thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại Thành Tâm Auto 0911 696 444, hoặc có thể để lại bình luận xuống bên dưới, em sẽ gọi tư vấn cụ thể cho các bạn mọi người. Xin chào các bác.